Nếu cậu nghĩ sự tình có thể xấu hơn thì sẽ như thế. Lấy bối cảnh vào giai đoạn cuối của cuộc thế chiến thứ hai, tôi đã hứa với đội của mình rằng sẽ không để họ chết. Phim kể về War Daddy chỉ huy một chiếc xe tăng chủ lực Sherman của quân đội Anh và Norman Ellison, một tân binh chưa hề nếm mùi chiến trường. Trung sĩ Collier, tôi là phụ lái mới. Học trường Tăng Thiết Giáp à? Nhà của cậu đấy. Cùng những đồng đội khác, họ nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm là đánh thẳng vào trái tim của Đức Quốc xã. Hồi đầu tôi giết quân Đức ở châu Phi, giờ tôi giết chúng ở chính quốc. Họ đã chiến đấu với chúng nhiều năm. Nếu chúng vượt qua đó, ta sẽ tiêu đời. Chúng tôi chỉ còn mỗi các anh. Tôi muốn yêu cầu cậu một việc mà tôi cũng chưa từng làm. Kiểm tra liên lạc. Béo có mặt. Grady có. Norman có. Kinh Thánh có. Xong. Bắn. Đang bắn. Bị áp đảo bởi quân số và hỏa lực từ kẻ thù, những người lính xe tăng sẽ phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Làm việc mà cậu được giao đi. Lý tưởng luôn ôn hòa, nhưng lịch sử thì đầy bạo lực. Đợi đến khi cậu chứng kiến. Chứng kiến gì? Những gì con người có thể gây ra cho nhau. Tôi sợ. Tôi cũng thế. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng trước lúc đó, nhiều người sẽ phải chết. Dù đề tài về chiến tranh đã quá quen thuộc, nhưng đạo diễn kiêm biên kịch David Ayer kết hợp cùng siêu sao Brad Pitt đã mang đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ về những người lính lái xe tăng. 300 tên. Anh định chống lại 300 tên. Ta chưa từng trốn chạy, giờ cũng thế. Và sự dữ dội của cuộc chiến không chỉ thể hiện ở bên ngoài mà còn ở cách thay đổi và tôi luyện một con người. Cùng đón xem bộ phim Cuồng Nộ phát sóng trong tháng trên kênh HBO.